vỗ tay lớn hơn nữa mới đã à. Nữa đi quý vị ơi. Lôi Tiến xin kính chào quý vị các bạn. Quý vị khỏe không ạ? Nghe ông đã gì chứ, quý vị khỏe không? Để cho quý vị biết. Lâm Tiến không biết nói gì hơn là trước hết Lâm Tiến xin cảm ơn quý vị các bạn đến tham dự đông đủ để ủng hộ Lâm Tiến và ban tổ chức. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên, thật sự là ngày đầu tiên được hát tại Việt Nam, quê hương mình. Và cũng là ngày, phải nói là ngày hạnh phúc nhất, ngày vui nhất trong cuộc đời ca hát của tôi thấy, của Tiến. Vừa hồi hộp, vừa xúc động. Không biết nói gì hơn, thôi cho để Lâm Tiến hát cho quý vị nghe nha. Bài hát đầu tiên là bài hát của nghệ sĩ Anh Bằng. Bài hát mang tên là Cúc Thuyền Dương. Mời quý vị thích. Chỉ cần anh đứng đây cho mọi người nhìn anh thôi cũng đáng đồng tiền mua cái giá nữa. Nhưng mà không thể, điều đó không thể diễn ra à. Ok, anh cái việc mà bây giờ muốn quyết định trở về với trẻ có không ạ? Và cái cơ duyên nào mà anh say yes? Thật sự anh Tiến muốn trở về hát cho quý vị nghe lâu lắm rồi. Nhưng mà lại tới lúc xưa tình cờ Lâm Thị Tiến hát vì hát cho trung tâm, thành ra bị hát những bài hơi nhạy cảm, hơi nhạy cảm chút xíu, thành ra không được về. Nhưng mà với hôm nay với ấm ức lắm, không được về tức lắm, nhưng mà cuối cùng được về, thành ra mọi sự, thành ra có việc có thấy có trẻ quá không việc rất lớn xíu cũng trẻ quá không. Và thưa quý vị mà đã về rồi là quý vị sẽ thấy kiềm và sẽ về nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Quý vị là rất là muốn hát để phục vụ cho khán giả ở tất cả mọi nơi, và thậm chí không chỉ ở Sài Gòn, và thậm chí là sắp tới là còn đi ở tất cả các nơi khác, rồi có dịp gặp gỡ khán giả trên toàn quốc nữa. Anh có nghĩ đó là điều mà Lâm Việt Tiến đang rất là vui và hào hứng ạ. Lâm Việt Tiến nghe nói khán giả ở Sài Gòn rất là quậy. Dạ. Nhưng mà hôm nay chả thấy quậy gì hết, cả mấy trăm ngàn, có mấy trăm người nữa, cả ngàn người chả thấy quậy gì hết. 5.000 người ạ. Ôi làm nhiều dữ chứ. Dạ. Bởi vì mọi người ngồi trong cái không gian này và thật ra là mọi người thích nghe nhạc hơn nữa. Dạ. Và bây giờ thì anh có thể giới thiệu bài hát tiếp theo ạ. Anh giới thiệu tiết mục tiếp theo ạ. Lâm Việt Tiến xin quý vị một tràng pháo tay trước hết cho những ca sĩ mà Lâm Việt Tiến rất ư là hạ với mình lên sân khấu hát bài mình Lâm Việt Tiến mê lắm rồi, lâu chưa bao giờ được hát, chỉ cách đây vài năm được hát chung với lại Yến. Xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Hoàng Yến, và tôi đưa về một tràng pháo tay ạ. Sao không nói điều em luôn cho rồi đi. Hạt cái gì mà hạt? Anh thấy chưa được nói gì hết, anh giới thiệu sai lầm rồi. Chưa được nói Yến mà giới thiệu mấy câu thấy chưa? Cuối cùng giới thiệu em là rồi. Hơi cà lâm rồi. Thì nếu không thực sự mà nói là cách đây 20 mấy năm trước Yến coi video của anh Tiến, lúc đó Yến còn bé xíu mà chưa có đi hát nữa quý vị, là trong đầu là ấp ủ mê, chồng anh này đẹp trai quá, hát hay quá, ước gì anh này là bồ của mình, trời ơi nuôi hy vọng ngày nào cũng mê, coi như là ước gì được qua tới bên Mỹ để gặp anh Tiến là được làm người yêu, nhưng mà không có yêu được. Đâu trẻ cưng. Trẻ đâu. Đâu trẻ cưng. Nhưng mà anh có yêu em không? Đấm đuối luôn. Hùng cái đi. Một tràng pháo tay thật là lớn cho nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến quý vị. Một ông anh cũng rất là dễ thương, đẹp trai, dễ thương và vui tánh nữa quý vị. Đi với anh là lúc nào cũng cười từ sáng tới tối. Yến kể cho nghe chuyện này. 10 giờ rưỡi đêm em đã ngủ rồi, em ngủ một giấc tỉnh dậy là 1 giờ rưỡi sáng mà em vẫn nghe cái giọng cười của ông này ở cái phòng cách 3 phòng của em luôn, mà ông cười ha 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 ha. Em nói trời đất ơi, sao giờ này 1 giờ rưỡi sáng rồi mà ông còn cười. Thế là em uống nửa viên thuốc ngủ, em ngủ tiếp tới 5 rưỡi sáng, 6 giờ em vẫn nghe ổng cười. Em nói ủa ông này sao ghê mà không ngủ vậy ta, rồi sao anh hát? Quý vị biết không, Yến đã bị mất ngủ 4 tháng nay rồi quý vị. Một đêm chỉ ngủ có 3-4 tiếng thôi. Bay về đây thì là được 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3, cũng chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ thôi, tưởng là hát không được, cố gắng lắm. Phải vào nước biển, coi như là tay coi như là bầm tím hết luôn. Nhưng mà cũng là may mắn, cũng phải khỏe chút xíu để mà hát cho quý vị nghe. Thì thôi bây giờ
một bài hát mà Yến và anh Tiến cũng đã hát trên cái live show của Yến cách đây cũng mấy năm rồi. Một sáng tác của Đỗ Lễ, Xa Ngang, xin được tặng với tất cả quý vị. Rồi một lát mình ra khỏi đây mình yên ha. Một lần nữa Hoàng Yến ha. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rất là hạnh phúc đêm nay quý vị. Gọi là sung sướng luôn chứ không phải là hạnh phúc. Và thưa quý vị, anh Khoa muốn bật mí luôn là mọi người hay hỏi là tại sao mà anh Khoa mang được Lâm Dược Tiến về. Bởi vì anh Khoa nghĩ chắc phải cả trăm lời mời mà thậm chí còn hơn nữa. Và thưa quý vị, đây là lý do Hồ Hoàng Yến đã giúp anh Khoa để mang anh Lâm Dược Tiến về cho quý vị ạ. Khoa cũng cảm ơn rất nhiều. Và em cũng muốn cảm ơn chị Quyên nhỏ để giúp em cất công từ Hoa Kỳ về đây. Quý vị biết không, một cái người nghệ sĩ mà từ xa về đây á, để quý vị nhìn thấy và thưởng thức trong 2 tiếng á, hoặc là hơn 2 tiếng á, thật ra là phải chuẩn bị rất là kỹ thưa quý vị. Và rất vui vì tất cả quý vị là những người đầu tiên để gặp gỡ Lâm Dược Tiến và Hồ Hoàng Yến trên sân khấu tại Việt Nam ạ. Chúng tôi cũng xin dành một phút cho quảng cáo là nếu mà ai yêu mến cặp đôi này thì ngày 29 tới đây có thể gặp gỡ anh Lâm Dược Tiến với một đêm nhạc riêng tại phòng trà Đồng Dao, và Hoàng Yến sẽ làm guest. Và đêm 31 Happy New Year thì Hoàng Yến sẽ biểu diễn với anh Đào Vĩnh Hưng ở tại phòng trà Không Tên. Còn ở Giáng sinh, nếu mà ai chưa có một plan gì thì lên Đà Lạt để xem hai người này hát với nhau. Và những lịch tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật trong đầu năm mới đến với tất cả quý vị. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và tiếp tục vừa rồi đã khép lại đêm nhạc. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Thank you, Roland. Mọi người có thể...